Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cũng vừa cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Sang, sinh năm 1997, cư trú xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu về tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 30 tháng 4 năm 2023, trong lúc đi dự đám cưới của một người quen tại xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, thì Trần Thanh Sang và Nguyễn Giang Nam, sinh năm 1998, cư trú địa phương, xảy ra mâu thuẫn vì Sang rủ Nam đánh lộn tay đôi, nhưng được mọi người can ngăn nên Sang đi về nhà. Bực tức, Nam rủ Trần Thanh Long, sinh năm 1994, là bạn của Nam, đi đến nhà của Sang để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nhà Sang thì Nam và Long gặp và nói chuyện với Sang và một số người bạn của Sang. Trong lúc nói chuyện thì Sang bất ngờ chạy vào nhà lấy một cây kiếm loại kiếm Nhật rồi quay trở ra xông vào chém loạn xạ vào người của Long gây thương tích. Trong lúc hỗn chiến thì Sang cũng bị Long gây thương tích ở tay và chân. Sự việc dừng lại khi gia đình Sang và những người xung quanh can ngăn, đồng thời đưa những người bị thương tích đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, tỷ lệ thương tích của Long do bị Sang chém là 47%. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.